Em xin kính chào các bạn. Trong bài học ngày hôm nay, mình sẽ hướng dẫn các bạn các lệnh cơ bản, đó là lệnh xoay, lệnh đối xứng và lệnh co kéo trong AutoCAD. Chúng ta có thể vào hộp thoại Home, Modify, các bạn sẽ thấy bộ công cụ xoay, đối xứng và co kéo tỷ lệ ở đây. Đầu tiên sẽ là lệnh xoay. Mình sẽ tạo ra một đường thẳng line chẳng hạn. Đấy. Sau đấy mình muốn xoay cái đường line này thì chúng ta sẽ phải làm sao? Các bạn sẽ kích vào lệnh Rotate và các bạn gõ lệnh RO. Đấy, các bạn Enter cho mình. Sau đấy các bạn chọn cái đối tượng mà các bạn muốn xoay. Mình Enter. Sau đấy phần mềm bảo rằng các bạn hãy chọn điểm gốc, cái điểm căn cứ để chúng ta xoay. Ví dụ như mình sẽ chọn trung điểm của đoạn thẳng này. Đấy. Sau đấy các bạn có thể xoay như này. Đấy, các bạn có thể bỏ F8 đi, xoay rất là thoải mái như thế này. Và các bạn có thể nhập góc cho nó, ví dụ như là 45 độ. Đấy. Hoặc đồng thời các bạn có thể thấy là chúng ta có các chế độ Polar Tracking, các điểm cách các bạn gióng. Đấy, các bạn thấy chưa? Và chúng ta có thể nhập số ví dụ như là 45 độ chẳng hạn. Và lưu ý với các bạn rằng chúng ta sẽ nhập góc theo chiều ngược kim đồng hồ. Đấy, mình Enter chẳng hạn. Chúng ta đã xoay được cái đối tượng này một góc 45 độ theo cái trung điểm của đoạn thẳng. Ngoài ra chúng ta có thể xoay và kết hợp với copy như sau. Các bạn ấn lệnh R, O, mình Enter, mình chọn đối tượng, mình Enter. Sau đấy mình chọn cái điểm gốc, ví dụ là trung điểm của cái đoạn thẳng này nhé. Mình sẽ chọn đây, chẳng hạn. Đấy. Sau để copy cái đối tượng này, các bạn hãy gõ cho mình lệnh C. Đấy, mình Enter. Sau đấy các bạn có thể tương tự nhập góc, ví dụ như là mình nhập góc là 45 độ. Mình Enter. Đấy, các bạn thấy chưa? Chúng ta đã vừa kết hợp vừa xoay vừa copy một đối tượng như thế này. Đấy là lệnh xoay. Tiếp theo là lệnh mirror. Mirror tức là đối xứng, thì lệnh này cũng rất là dễ thôi. Ví dụ như mình có một cái đường thẳng này. Đấy. Mình sẽ vẽ cho nó vuông góc như này hả. Và bây giờ mình muốn đối xứng cái đoạn thẳng này qua cái đoạn thẳng này thì chúng ta sẽ gõ lệnh MI. Đấy, các bạn thấy. Mình Enter cho mình. Và đấy các bạn chọn đối tượng muốn đối xứng. Các bạn chọn cho mình đối tượng này. Đấy. Và đấy các bạn Enter cho mình. Sau đấy các bạn hãy xác định cái phương, cái đối tượng này, cái chiều mà các bạn muốn đối xứng như nào. Như là mình kích vào điểm đây. Mình kích vào đây. Đấy, các bạn có thể thấy này. Đấy, các bạn sẽ dựa cái đường chấm đứt, cái nét đứt ấy chính là cái vị trí của cái đường tâm mà các bạn muốn đối xứng. Giả sử như mình muốn đối xứng vào đây, mình click vào đây. Rồi mình Enter. Đấy. Thì các bạn có thể thấy rằng khi chúng ta Enter ấy, nó có một cái lệnh đó rằng các bạn có muốn đồng ý là xóa cái đối tượng gốc hay không. Đây, mình sẽ lặp lại này. Mình gõ MI này, mình Enter này, mình chọn đối tượng này. Enter này. Và mình chọn cái đường tâm đối xứng này. Đấy, các bạn thấy chưa? Đấy, xong nó bảo rằng các bạn không muốn xóa cái đối tượng gốc không? Nếu các bạn ấn No thì nó sẽ không xóa, còn các bạn ấn Giết này, Y này, mình Enter này. Đấy, thì nó sẽ xóa đi cái đối tượng gốc và nó sẽ có một cái đối tượng copy đối xứng với đối tượng gốc qua cái đoạn thẳng này. Đấy, thì đấy là lệnh Mirror. Cái lệnh tiếp theo mà mình muốn nói với các bạn đó là lệnh Scale. Đấy, tức là lệnh co kéo theo tỷ lệ. Ví dụ như là mình muốn co kéo cái đoạn thẳng này chẳng hạn. Đấy. Thì mình có thể ấn vào scale hoặc các bạn gõ lệnh CSC. Đấy, các bạn Enter. Sau đấy các bạn hãy lựa chọn đối tượng muốn scale. Đấy, các bạn Enter cho mình. Sau đấy các bạn hãy chọn cái điểm gốc để chúng ta scale. Ví dụ là chúng ta scale từ cái đầu mút này chẳng hạn. Mình click vào đây. Đấy. Sau đấy phần mềm bảo chúng ta rằng các bạn muốn scale theo tỷ lệ bao nhiêu. Đấy, thì các bạn có thể là muốn gấp đôi chẳng hạn, nghĩa là cho nó dài ra hai lần, các bạn gõ 2, mình Enter. Các bạn thấy chưa? Cái đoạn thẳng của chúng ta nó đã dài ra gấp đôi. Đấy. Hoặc này, ví dụ như mình có một cái hình chữ nhật nhé, như thế này hả? Đấy. Bây giờ mình sẽ có lệnh SC này, mình Enter này, mình chọn đối tượng này, mình Enter này, và mình chọn điểm gốc này, ví dụ là cái điểm này hả? Đấy. Sau đấy này, các bạn có thể thấy này, là chúng ta có thể copy cái đối tượng này ra, ví dụ như là mình ấn gõ C này. Enter này. Đấy. Sau đấy bây giờ mình mới gõ cái tỷ lệ cái scale này, ví dụ là mình cho nó tỷ lệ nhỏ hơn một nửa, ngắn 0.5 này. Enter này. Đấy, các bạn thấy chưa? Chúng ta đã tạo ra một cái đối tượng mới, copy cái đối tượng cũ và nó nhỏ hơn đấy, một nửa.
theo các chiều. Đấy, nhớ là một nửa theo các chiều nhá. Đấy, so với cái đối tượng cũ. Đấy. Thì đấy là những cái hướng dẫn cơ bản về các lệnh xoay, đối xứng và scale trong cái phần mềm AutoCAD 2015. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các bài học lần sau.